Các bạn có thể sử dụng len hoặc sợi khác nhau. Ở đây mình dùng kim móc 6 mm và len to. Các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng 4 mũi xích. Một, hai, ba, bốn. Sau đó nối vào chân của mũi móc xích đầu tiên bằng một mũi trượt, gây lên một mũi. Các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn xung quanh vòng tròn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau đó nối vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình 7 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó các bạn sẽ hạ xuống chân mũi kế bên bằng một mũi trượt. Các bạn được một cánh đầu tiên. Tiếp theo các bạn lại móc 7 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hạ xuống chân mũi kế bên một mũi trượt. Lặp lại như vậy cho tới khi mình được 12 cánh. Ở đây mình đã móc đến cánh cuối cùng. Các bạn sẽ nối vào chân bên bằng một mũi trượt. Tiếp đó, các bạn sẽ móc vào cánh hoa đầu tiên. Các bạn móc mũi trượt đầu tiên. Sau đó, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi móc kép vào trong cánh hoa này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12. Được một lớp cánh ở cánh đầu tiên. Móc sang cánh thứ hai, các bạn cũng sẽ bắt đầu hạ một mũi trượt. Sau đó lặp lại như cách móc ở cánh đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi móc kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,
9, 10, 11, 12. Tiếp theo các bạn lại hạ một mũi đợ, mũi trượt. 10. Ở đây mình móc bằng len cũ cho lên rất là khó. Các bạn móc 12 mũi móc kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Tiếp theo các bạn lại hạ mũi trượt sang cánh tiếp theo. Sau đó các bạn lại móc 12 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp các bạn lại móc mũi trượt. Sau đó 12 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hạ mũi đơn. Sau đó 12 mũi kép. 2 mũi. 3. 4 mũi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bạn lại móc tiếp. Sau 12 mũi kép các bạn lại móc một mũi trượt vào cánh tiếp theo. Sau đó các bạn lại móc tiếp 12 mũi.
các bạn móc 12 mũi kép. Ở đây mình sẽ móc cho tới cuối. Còn 4 cánh nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, còn ba cánh nữa. Nếu như mà các bạn móc bằng sợi thì sẽ dễ móc hơn. Ở đây mình móc bằng len cũ, sợi to, cho nên khó móc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tiếp mũi trượt, sau đó 12 mũi kép. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, cánh cuối cùng. Các bạn cũng bắt đầu bằng một mũi trượt, sau đó 12 mũi kép. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mũi cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ hạ xuống một mũi trượt. Như vậy là mình đã hoàn thành bông hoa. Ở đây mình móc bằng sợi to cho nên bông hoa rất là to. Các bạn có thể là xếp cánh chồng lên nhau như thế này. Hoặc các bạn xếp bè ra như thế. Chúc các bạn thành công.